Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phản ứng của Phương Oanh khi người lạ xin mượn bờ vai khiến dư luận xôn xao. Ngay sau khi Phương Oanh khoe vẻ xinh đẹp, dân tình đã lập tức dành nhiều lời khen ngợi. Mới đây, Phương Oanh đăng tải khoe góc nghiêng xinh đẹp và hước viết cà phê với gấu. Ai cũng phải dành lời khen cho gương mặt của cô. Bà đang lập tức thu hút lượng tương tác khủng điều gây chú ý là một cư dân mạng hài hước viết người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai phương anh sau đó nhanh chóng trả lời mượn xong làm chi thời gian vừa qua phương anh liên tục là tâm điểm bàn tán về chuyện tình cảm với sắc bình sau khi bị phát hiện hẹn hò cả hai đã công khai thừa nhận và nói rằng không hề có ý định giấu giếm lúc này chuyện sắc bình chưa ly hôn mà hẹn hò nữ diễn viên lập tức bị chỉ trích qua bao sóng gió phương anh khẳng định tình cảm với sắc bình là chân ái cô không hối hận khi đến với bạn trai Phương Anh cũng tiết lộ cơ duyên gặp Sắc Bình, cô nói rằng nam doanh nhân là người trúng tiếng xét ái tình cô ngay khi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2022. Sắc Bình cũng là người đã chủ động xin số điện thoại của người đẹp và từ đó làm quen, nói chuyện. Sắc Bình luôn quan tâm và khiến Phương Anh cảm thấy rung động vì sự thông minh, hiểu biết và hài hước của mình. Sau khi đi công tác nước ngoài về, anh bày tỏ tình cảm của mình và cả hai quyết định hẹn hò. Được biết Sắc Bình đã chính thức thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ và đầu tháng 5 vừa qua. Sắc Bình tuyên bố đã hoàn tất các giấy tờ pháp lý về vấn đề ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương cũng như việc phân chia tài sản. Cả hai đã chính thức đừng ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.